vùng mà 20K6 thì có thể nó sẽ tăng tiếp một con sóng nữa. Thì dựa vào con sóng này của Kha sẽ thấy được là thị trường nó có thể tăng nữa hay không. Ok anh em, như vậy là chúng ta đã chạm một cái mức kháng cự tầm 20 21K5 anh em ạ. BTC đã chạm mức 21K5 và bắt đầu có những cái phản ứng nha anh em, có bắt đầu những phản ứng. Nhưng mà đó là cái kèo của Kha đã cho anh em về bắt con Ether, con BNB và nhiều con khác. Thì trong kênh trên kênh YouTube của Kha thì có những người cũng ăn được 30% tài khoản. Ví dụ như chị Anh Mai cũng đã ăn được 28% và đã nâng stop loss. Thì nâng stop loss và chốt lời bớt là lời khuyên đầu tiên của cô Ca. Khi thị trường nó chạm vào một cái mức kháng cự mạnh và nó rút râu, thì bây giờ cô Ca sẽ phân tích cho anh em. Đáng lẽ cuối tuần thì cô Ca nghỉ ngơi không có làm video đâu, nhưng mà nhiều anh em cũng đang lo lắng nên là cô Ca sẽ phân tích một chút để anh em hình dung về thị trường và anh em có những kế hoạch hợp lý ha. Cuối tuần thì thường nó sẽ không có đi mạnh như những cái khúc trước ha anh em, nên anh em phải kiên nhẫn. Rồi bây giờ Cú Ca sẽ phân tích cho anh em nào ăn thì nhớ comment để Cú Ca có động lực làm video cho anh em nha. Rồi, Ether thì đã đạt được target 1, Cú Ca đã cho anh em bắt Ether từ cái đâu đó gần 1.000 và chúng ta đã ăn lên được 1.400. Nếu ai chưa chốt thì bây giờ ăn khoảng 25%. Cú Ca nghĩ đó là một cái phần thưởng xứng đáng đối với một cái con top anh em ạ. Top ăn 30% rất là tuyệt vời nha anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ phân tích xem Bitcoin liệu nó có đi tiếp được hay không, hay tới chỗ này là nó đuối rồi anh em ạ. Ok, xét trên những khung thời gian lớn, khung tháng thì chưa thấy được gì anh em ạ, vẫn là những cái cây rất là khủng khiếp ha, chưa thấy một cái lực hồi nào của khung tháng cả. Nhưng chúng ta thấy khung tuần, 2 tuần qua volume xanh rất là dài nè anh em, có những lúc giá nó muốn đẩy xuống lại cái đấy nhưng mà cuối cùng gần cuối tuần nó đã đẩy lên. Thì ngày mai ngày mốt chúng ta sẽ phân tích thêm lúc đó nó tuần ở đóng. Hiện tại bây giờ chúng ta thấy rất rõ là gì, bắt đầu xuất hiện lực buy đối với khung tuần và những cây volume thật sự rất là đẹp anh em. Nhìn thấy trước đó không có những cái volume buy mạnh nhưng bây giờ khung tuần anh em đã thấy rõ không, mỗi cây volume thật sự là dài, 2 cây thật sự dài như vậy đã bắt đầu có thế lực mạnh, lớn mạnh nó đã bắt đáy anh em. Nhìn nè, khung tuần trong rất nhiều tuần qua hoàn toàn không có những cây như vậy đúng không nào anh em, thì bây giờ đã thấy những cây volume rất là khủng. Rồi chúng ta nhìn tiếp những khung thời gian tiếp theo, đó là khung 3D. Khung 3D như Cú Ca vẫn phân tích với anh em, đó là những cái phân kỳ rất nhiều lần, phân kỳ rất nhiều lần và anh em sẽ thấy được một cái đợt tăng trưởng sớm. Nhưng đây là những khung thời gian rất lớn, nên Cú Ca nhấn mạnh cho anh em đây là những khung thời gian rất lớn. Anh em thấy nó phân kỳ và anh em thấy cái lực tích lũy của nó, nhưng để nó tăng và đạt được cái những cái target trên cao thì anh em phải rất kiên nhẫn. Anh em thấy đôi khi nó sideways như thế này á là anh em mất bao lâu rồi, anh em mất tới 1 tháng rồi anh em à, nó chỉ cần đi vài cái nến là anh em mất 1 tháng rồi. Tương tự đoạn này nó mất 1 tháng rồi. Như vậy đối với những cái khung thời gian lớn anh em phải có sự kiên nhẫn tính bằng tuần anh em. Nên là Cú Ca đây là những kèo, đây là những kèo mà Cú Ca định hướng anh em phun tuần. Nên nếu Cú Ca nói những cái điều chỉnh thì đó là điều chỉnh từ H4 trở xuống nha anh em, H4 1D trở xuống. Còn những khung như 2D 3D đôi khi nó có những cái pha xuống như thế này 2.000 giá rồi nó đi lên. Nên nếu anh em nào kiên nhẫn có thể bắt ở những vùng thấp hơn, đó là cái nhìn của khung thời gian lớn. Cái nhìn chi tiết và tổng quát thì anh em không thể nào mà nói tôi đánh khung 3D mà SL tôi 500 giá được đúng không nào. Khung 3D 2D đối với cái kèo của Kha cho anh em phải SL 2.000 giá thì may ra mới không SL, hoặc anh em phải chọn phương án là vô từ từ. Tại vì trong cái đoạn này anh em thấy nè, trong cái đoạn này á giá nó đi như thế này anh em thấy nè, giá nó đi trong một cái trend hẹp như thế này, thì liệu anh em biết được đâu là cái nơi để anh em vô lệnh. Anh em phải vô bất kỳ thôi, tại vì bất cứ lúc nào nó cũng có thể tăng vọt lên anh em, nó tăng vọt vài ngàn giá. Nên anh em phải chọn một phương án là gì, tôi sẽ vô từ từ, tôi sẽ chọn những điểm và SL tôi phải đủ xa cho nên SL của các bạn gần á, những cái pha kêu nó đi xuống này một phát nó lên là anh em tuột tay hết đó. Vừa rồi nó cũng có một pha xuống này, không biết sắp tới nó có thể xuống hay không nhưng không thời gian lớn chắc phải hồi nha anh em. Nên anh em nào còn đu thì chốt lời bớt và tìm những cơ hội để lên thuyền tiếp. Cái kèo lon này chúng ta sẽ lon hoài thôi à, cứ rớt xuống là chúng ta lon lon trong vòng cả tháng vậy, chưa có gì nguy hiểm đối với cái kèo lon đâu. Nhưng khi chúng ta bắt đầu kéo những khung thời gian thấp hơn như là 1D 12H, chúng ta sẽ bắt đầu thấy tín hiệu suy yếu của thị trường. Đây điển hình là khung H4, Cú Ca theo dõi nó 2-3 ngày nay, Cú Ca thấy cái lực tăng của thằng H4 đã bắt đầu suy yếu nha anh em.
Điển hình là gì? Những cái pha rút râu nè anh em, mà rút râu rất mạnh khi nó chạm lại cái vùng kháng cự mà Kuka vẽ cho anh em 21K6, 21K5 á. Trong cái video trước anh em chịu khó xem lại cái video ngày 15 tháng 7 nha. Mỗi video phía trước đều đóng góp cho video phía sau, nên em muốn muốn xem đầy đủ thì phải xem trước ha. Rồi. Như vậy thì anh em thấy chỗ này này, H4 bắt đầu nó có những phản ứng rất mạnh ở vùng này. Em thấy là vừa lên chạm cái xuống này, vừa lên chạm cái rút râu này, và chỗ này thì có phân kỳ rồi, có phân kỳ rồi thì chưa chắc là nó sẽ dừng lại, nhưng anh em cũng thấy là gì, cái lực của khung thời gian nhỏ nó đã yếu dần rồi, yếu dần rồi. Mở xem những khung khác xem nè, ví dụ H2 này anh em cũng thấy nè, đã có những phân kỳ rồi, đã có những phân kỳ rồi đó. Nên ở cái đoạn này Kuka sẽ cân nhắc và thận trọng hơn. Đôi khi có những pha bơm nữa, nhưng mà lực bơm nó chỉ còn trên khung 15M thôi. Nên Kuka nhìn nhận cái đoạn này á, về mặt lý thuyết mà nói, không thể đi xa quá 21 22K được. Nó có thể nó giật lên một phát để nó kill short. À, nó giật lên nó kill short rồi nó lại đi xuống, nó điều chỉnh tiếp. Tại vì như Kuka đã nói, chúng ta đang bắt một con sóng hồi trên 3D. Nên cái chuyện nó dịch chuyển 1-2 ngàn giá là hết sức bình thường, anh em phải chấp nhận với những cái chuyện như vậy ha. Với những cái chuyện mà khi giá nó chạy linh tinh trong cái tam giác đó, anh em phải phải hình dung trước được cái vấn đề để anh em khi mà giá nó chạy anh em không có bị nao núng ha. Đó, rõ ràng là chúng ta vẫn bị nằm trong một cái máng lợn đó, chưa hề thoát ra nha anh em. Khi nào nó thoát ra thì chúng ta mới thấy sự đột phá được. Bây giờ á, cái chuyện mà từ trên này ha nó quằn xuống dưới đây 19K8 là bình thường đó, anh em đánh khung lớn chuyện nó về 19K8 là bình thường, phải chuẩn bị sẵn cái tâm lý đó trong đầu, chứ đừng có chủ quan nói là gì tôi hold đây rồi tôi on in rồi tôi x2 x3 tài khoản là tôi đánh thì nó sập xuống đây anh em cháy tài khoản, đừng có khóc ha. Cái đó là đừng cái lòng tham của mình, đừng có để cho nó ảnh hưởng tới cái kết quả giao dịch của mình. Rồi, như vậy anh em phải vô một cái vô hợp lý để anh em target lên cái vùng 24K. Đó là cái vùng tương lai, nhưng để đạt được 24K nó không phải đi đường thẳng đâu nha anh em. Chuyện đi đường thẳng hay không Kuka không biết, nhưng mà cái chuyện mà nó vòng 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 dưới đây này, nó vòng 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 rồi nó lên là chuyện bình thường. Rồi. Cứ 23 24K là target tiếp theo của Kuka. Tuy nhiên thì những khung thời gian nhỏ nhỏ hơn bắt đầu thấy cái lực nó suy yếu. Kuka sẽ chờ xem thằng H4 này nó điều chỉnh rồi nó như thế nào. Rồi lại cho anh em một điểm lên thuyền tiếp ha. Lời khuyên là anh em nên chia vốn ra nhiều lần để lên thuyền nhiều lần, chứ không nên all in. Đặc biệt là chống chỉ định những ông mà x3, x4, x5, x20 tài khoản lên rồi đánh future đòi ăn lên 25K thì xin lỗi mấy ông, khó lắm. Chuyện đó Kuka làm còn không được, mấy anh em nào làm được thì tự làm nha. Rồi khung H4 của Kuka bắt đầu thấy có một chút nguy hiểm với khung H4. Thì thường cái khung H4 nếu mà nó di chuyển á, thì cái chuyện nó về nó test cái vùng này là 2.000 giá cũng là điều có thể xảy ra. Anh em thấy chỗ này nó có một cái trendline chéo này anh em. Đó, anh em hãy chú ý cho Kuka trendline này. Nó đã test mấy lần rồi đó. Thì cái lần tiếp theo khi nó về nó test chỗ này, nếu mà ổn Kuka sẽ hú anh em mua lên cái chỗ này ha. Đó, còn nếu mà nó không nếu nếu mà nó lủng luôn thì chúng ta lại tìm điểm khác. Kuka nhắc lại, có lủng thì có chăng đó những khung nhỏ nha anh em, khung lớn vẫn không ảnh hưởng lắm đâu. Nên chưa có gì phải sợ. Hiện tại mọi thứ đang ủng hộ cho chiều Tây. Từ những khung nhỏ nó bắt đầu nó yếu, và Kuka nói rồi, yếu không có nghĩa là ngừng tăng nha anh em. Còn anh em nào vào short thì cái đó trình độ anh em Kuka không biết ha. Cuối tuần thì Kuka nghỉ ngơi, đợi ngày mai Kuka xem thử thằng này nó di chuyển thế nào. Nó mà vượt 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 lên trên này á, mà Kuka thấy nó ổn á, RSI rồi nó không có nó thể hiện cái lực mua mạnh á, thì lại Kuka lại tiếp tục dồi lên chỗ này để ăn lên khúc trên này, rồi tới khúc trên này tính tiếp ha anh em. Những cái đoạn mà kháng cự nó mạnh á thì anh em cứ thấy mà không thay tâm lý mình mà nó bất ổn, anh em cứ chốt mất lệnh ra là được ha. Như vậy chốt lại là gì, những khung thời gian lớn cái sự tích lũy cho việc tăng giá ok, vẫn không có vấn đề gì, blend lên vẫn là ok. Nhưng mà anh em chú ý là những khung lớn phải target trong vòng một tuần một tháng, đừng target ngắn quá vài tiếng vài ngày thì anh em không ăn được đâu. Rồi còn những khung nhỏ thì bắt đầu xuất hiện sự suy yếu, lực mua suy yếu, nhưng đôi khi không có lực bán thì nó vẫn không xuống được, nó cứ lằn quằn ha. Rồi sẽ cá mập, nếu nó thấy ổn nó sẽ đẩy tiếp. Thì anh em những cái đoạn này thì anh em lúc này win rate của anh em là khoảng 60 thôi, tức là khả năng tăng tiếp chỉ còn khoảng 60% thôi, và khả năng giảm nó sẽ là 40. Ở những đoạn này là Kuka đánh giá nó là sự lưng chừng, nên việc chốt bớt đối với Kuka để cho tâm nó yên tâm là điều hết sức bình thường. Kuka cũng nhắn trên group với anh em là gì, Kuka đã chốt bớt lệnh rồi, để chi
Kuka sẵn sàng hy sinh một cái đoạn như thế này. À, bây giờ nó lăn tăng lên vùng này. Kuka sẵn sàng mất một cái đoạn như thế này để chi? Để xác nhận cái tỷ lệ win rate của Kuka lúc đó nó lên 75%. Thì Kuka long ở chỗ này nó sẽ an toàn hơn long ở chỗ này. Đó, như vậy đó. Kuka không có ham ăn hết thị trường, Kuka chỉ ăn ở những nơi mà Kuka biết chắc thôi. Còn bây giờ thì Kuka đang thấy cái lực nó yếu, cái lực nó suy yếu nên là có thể là sẽ có một pha điều chỉnh chỗ này. Đó, phân kỳ rồi đó. Đã thấy chưa? Và xem thử xem nha. Tại vì hai lần rồi nó test chỗ này nó không vượt được rồi thì để xem thử điều chỉnh nhẹ nhẹ mà lên lại thì có thể còn ok, nhưng mà điều chỉnh mạnh mạnh nó phá nó tạo cái lúc lưu như thế này thì nó về đáy rất là cao ha anh em, nó về 19k 19k8 rất là cao. Và đương nhiên cái vùng đó vẫn là miền đất hứa để anh em lên thuyền ha, anh em có thể lên thuyền bất chấp 1/3 tài khoản, 1/2 1/4 tài khoản đối với cái điểm 19k8 đó. Lời khuyên của K là như vậy rồi. Anh em cuối tuần vui vẻ, đừng lúc nào cũng cắm mặt vào đồ thị ha anh em. Và những con như Ethereum đã tăng rất là tốt rồi ha. BNB cũng vậy, Kuka cũng từng nói anh em lên được 260. Thì bây giờ nó mới lên khoảng 250 thôi. Kuka có nói anh em là BNB lên được 260 đó. Kuka phải thấy quên mất xem thử nào test nó phá. Đó, phá được không nha. Kuka vẫn nhận định là con BNB cái đợt hồi này nó cũng tăng khá lắm đó anh em ạ, nó sẽ tăng khá lắm đó. Và anh em cứ tìm những cái vùng. Ok. Như vậy Kuka sẽ dừng video ở đây nha. Anh em có câu hỏi gì đặt cho Kuka, ở video tiếp theo Kuka sẽ giải đáp giúp anh em.